Đời người mấy lần gặp được người trong mộng, đã một lần gặp, chỉ nguyện ước một đời được sống đôi bên nhau. Anh là một người con trai đặc biệt, từ ánh mắt, đôi bàn tay, tất cả đều toát ra thần thái thu hút đến kỳ lạ. Trân, Trân, hả? Làm gì mà thẫn thờ vậy? Tao vô mà cũng không biết luôn. À, hay là đang nghĩ tới anh nào đúng không? Đâu có. Cái con này nói linh tinh cái gì vậy? Nói linh tinh gì mà trúng lung tung đó nha. Không có mà. Phục vụ cho cái món. Ai đó đã từng nói, duyên là do trời định, phận là do người tạo. Trong thâm tâm tôi rất muốn tiến đến phía anh để mở lời làm quen, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó. Vì vậy, tôi quyết định sẽ làm anh ấy chú ý và tự đến làm quen với tôi. Đàn ông nào không thích phụ nữ quyến rũ? Anh ấy thích thể thao ư? Được rồi, hãy ngắm nhìn vẻ năng động và tươi trẻ của tôi nào. Hay là anh ấy thích style retro chăng? Dạ sao chị ạ? À? Sao quán tối quá vậy em? Mở đèn lên đi. Chị ơi, chị bỏ mắt kiếm ra đi ạ. À. Thua keo này thì bày keo khác. Tôi tin rằng cuối cùng mình cũng sẽ tìm ra hình mẫu cô gái trong mơ của anh ấy là ai. Người mới công ty cử xuống hả? Sao tới trễ quá vậy? Chúng ta nhất định phải đạt mục tiêu 1 tỷ. 1 tỷ. Quyết tâm. Dạ, không phải, lộn người rồi. Why oh why, tell me why not me? Why oh why, we were meant to be. Baby,
Vẻ mặt u sầu này không hợp với em đâu. Có phải em buồn vì anh không nói chuyện với em đúng không? Anh xin lỗi. Anh thấy mỗi ngày em đều muốn bắt chuyện với anh, trông rất là dễ thương. Nên là anh giả vờ để được nhìn ngắm em mỗi ngày. Làm bạn gái anh nha. Nhưng anh thắc mắc một điều, phụ nữ đẹp anh đã thấy nhiều rồi, nhưng không hiểu tại sao với em anh lại muốn nhìn thấy mỗi ngày. Anh không biết được đâu, đó là bí quyết của em mà. Laura Sunshine, bí quyết cưa đổ các chàng trai. Duyên là do trời định, phận là do người tạo. Nếu đã gặp được đối tượng trong mơ của mình, bạn cứ hãy tự tin bước tới. Biết đâu, người ấy cũng đang để ý đến bạn thì sao? Thank you.